canh khổ qua nè cả nhà. Còn đây là sườn chiên, cái này là mày chiên giống như ram nước mắm hay nước gì đó, chắc ram nước mắm. Đây là vịt kho gừng, Quỳnh ăn sườn ngon nè. À. Con chào ông bà cô chú ra đây. Con chào ông bà cô chú. Rồi chờ mẹ lên nữa là ăn cơm thôi cả nhà ơi. Chào cả nhà, bữa nay mình chiên thịt nhưng mà mình chiên không có muối ướp sả mà mình chiên thịt làm nước mắm nha cả nhà. Để mình mốt mình để lát nữa rồi mình làm nước mắm cho cả nhà xem nha. Rồi bữa nay là mình có dầu muối qua. Ở đây là mình có nửa ký thịt xay. Với hai lạng cái gì con quên con dầu sắm. Với nấm mèo, bún tàu, với hành lá. Bây giờ bắt đầu mình nêm gia vị vô nha cả nhà. Mình cho vô đây là một muỗng cà no. Hai muỗng đường. Này là muối nha cả nhà. Với tiêu. Rồi giờ mình sẽ làm lại nha cả nhà. Cái này thì dễ lắm, ai cũng làm được hết chứ cũng không phải ai không biết làm. À tại vì mình làm lên video thì mình phải làm gì cho nó thấy cho nó. Cả nhà, mình trần hủ qua để cho cháu mình dễ ăn chút nha cả nhà. Để nhiều khi đắng cháu mình ăn không ngon miệng. Để mình trần cái cho đỡ đắng cái cho cháu mình ăn cho dễ chút. Mình trần sơ vậy là được cả nhà. Bây giờ nước sôi rồi cả nhà, mình để vô đây vô nước miếng ngọt. Sôi rồi mình thả củ qua vô nha cả nhà. Nay mẹ làm qua này cài ly ơi. Mình làm hủ qua hàm. Xíu có bọt
Rồi mình còn như này, cái nhà mình thả vô luôn để mình nóng rồi mình vớt bọt luôn. Đêm nữa là xong nha cả nhà. Giờ mình chiên thịt cả nhà ơi. Chiên thịt, người ta chiên thịt ăn thường thường thì làm chiên sả, nhà mình cũng chiên sả rồi, bây giờ cháu mình nó không thích ăn chiên sả hay là muối, giờ bắt đầu mình cũng chiên thịt để mình làm nước mắm. Nhà mình cứ làm nước mắm thì cháu mình nó thích hơn. Thường chiên nước mắm thôi nè. Trong thời gian mình chiên thịt, giờ mình làm nước sốt nha cả nhà. Mình làm hai muỗng, mình làm là hai muỗng đường. Một muỗng bột ngọt nhỏ. Mình làm như đây là một muỗng rưỡi nước mắm thôi cả nhà. Nước mắm này nó cũng hơi cứng, hơi mặn. Mình sẽ cho đây là hai muỗng chiên ớt. Lọc lên cả nhà. Đó, thì là mình có chén nước mắm chút sốt nước mắm để lát mình để vô thịt cả nhà. Giờ mình chiên vàng rồi cả nhà ơi, giờ mình gắp ra nha cả nhà. Gắp ra để mình làm nước sốt nha cả nhà nha.
ở nhà giờ mình lau khô những cái chảo cái là mình xèo với giang dầu quá chị. Mình để tỏi vô để mình để nước sốt vô rồi mình làm chi nước mắm thôi cả nhà. Cho nó tỏi và thơm. Mình để thịt vô. Đảo sao mà cho nó hết nước ở trong này là nó vừa là ngon nha cả nhà. Nhưng mà cháu mình thì cũng thích cho có hơi chút xíu nước nước, thành ra mình không có làm cho hết luôn. Chứ mình làm chừng nào mà cho cạn rút hết nước trong này là nó ngon hơn. Mình làm mình cũng chừa lại chút xíu. Cái vậy là nó cũng rút qua nè cả nhà. Đó, giờ cạn rồi nè. Rồi vậy là xong đó cả nhà. Chút xíu tôi mời cả nhà lên bàn dùng cơm gia đình mình nha. Mình mới đi làm về đây cả nhà ơi. Thì sáng giờ mẹ ở nhà mẹ làm đồ ăn. Quỳnh thì mới đi học về. Hôm nay ăn canh khổ qua với lại sườn chiên. Với lại còn miếng thịt vịt kho gừng. Ủa, anh bo cho gì hết con? Đây, canh khổ qua nè cả nhà. Còn đây là sườn chiên. Còn đây là mày chiên giống như ram nước mắm hay nước gì đó. Chắc ram nước mắm. Đây là vịt kho gừng. Mình ăn sườn ngon nè. À. Con chào ông bà cô chú ra đây. Con chào ông bà cô chú. Rồi, chờ mẹ lên nữa là ăn cơm thôi cả nhà ơi. Con chào ông bà cô chú. Rồi, mời cả nhà ăn cơm chưa? Ông mời ông bà cô chú. Con mời bà chú, mời nội, phải ba, mời mẹ. Mời ăn với con. Ok. Chào cả nhà. Bữa nay mình... hành hủ qua
với mình chiên thịt nước mắm nha cả nhà. Cháu mình nó không ăn mấy cái kia, nó thích ăn chiên nước mắm thôi, cho nên mình hay làm nước mắm nhất là ở nhà mình nha cả nhà. Cũng chiên sả rồi chiên ướp muối, chiên mặn. Ok à. Mời cả nhà ăn cơm chưa? Có chi dùng máy nhà ơi. Hôm qua thì mình cũng có trần trước, rồi mình cũng sợ ăn nó hơi đắng, rồi không biết cháu mình có ăn được không. Mình cũng trần sơ quá cái cho nó đỡ đắng. Nè, cái Quỳnh có ăn thử cái này mà cái nha. Cái này không có đắng. Mở xíu đó con ăn. Không có đắng nè. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha cả nhà. Cái này ngon không con? Có hả? Kho gừng ăn bữa sau đúng không? Dịch kho bữa sau đúng không? Có mềm rồi. Cả nhà có dừng nhà dừng dài ghê á. Bớt nước thì mới đắng ngon. Ăn nha, ăn viên nha. Cho ngon. Mình thử đi. Tập chân cho nó quen coi. Ăn tới ăn đắng rồi đó. Con biết ăn thử ra tới. Con biết mà tao đắng nhiều đời lắm. Còn hơi cứng các bạn ha. Có mình ăn tương cái mình làm còn hoài nó cũng hết. Cứng quá. Tương mà tương. Dần mà con ăn thì những cái rồi là coi nha. Không? Ăn thử nó đi. Xí gì dần, xí gì ăn. Xí nữa, ăn thử rồi. Ăn thử rồi, con làm con tứ rồi, con giỏi rồi. Ngon, nóng. Nóng không? Rồi, nhiều quá. Cái gì nữa con? Cái bự. Cái ngoài cái này, cái này ăn được cũng bốc. Lớn hả? Cục nhỏ con ăn đã bốc cái cục này ăn. Câu luôn bò hả? Cả nhà, hồi đó ông xã mình ổng hay chụp hình, rồi cái ông xã mình để lên trên cái đó kêu bằng gì con? Facebook quay ra nhà, coi như là ông xã mình làm vậy mình không có biết, mình thấy cái nào cũng làm lên là đi ở nhà bình thường, rồi ổng đi vườn,
là ổng đi về quê, rồi về quê làm mộ hay bất cứ rồi chụp Nhã Quỳnh hồi còn nhỏ đi múa trong trường, ổng làm mà mình không có biết. Bây giờ tự nhiên cái nổi lên nhiều, nổi trở lại lên nhiều quá chừng cả nhà, tình cờ mình thấy ông xã mình thấy buồn hết sức luôn hả nhà ơi. Thấy Tần Nghiệp, rồi thấy ba mình nữa. Mình thấy ba mình nhiều khi mình cũng không dám coi nữa ra nhà ơi. Coi cũng nhớ lại, cũng thấy thương quá, thôi mình cũng không dám coi. Mấy cái lời ông xã mình á hả, mình thấy mình cũng thương, mình cũng không dám coi nhiều. Mình coi sơ qua cái một lần thôi, mình cũng không dám nữa ra nhà. Mà tự nhiên lâu lâu cái trở lại. Bây giờ thì mình quê lắm, mình không biết chụp hình mà mình không biết làm gì cả nhà. Rồi từ khi mình thấy ông xã mình làm vậy, giờ cái mình đi đâu bây giờ mình cái đi đám đi tiệc hay là mình làm cái gì chứ mình cũng kêu cháu mình chụp lên cái rồi cháu mình đưa lên Facebook vậy để kỷ niệm, lỡ mai sau mà mình có gì cháu mình cũng thấy mình cả nhà ơi. Hồi đó giờ mình không có biết cái vụ này. Mình thấy ông xã mình buồn quá, thấy thương gì đâu đó. Có mấy cái tấm hình mà Quang quay mà đêm trước rồi đêm sáng sau lại ba mất á, không thể nào mình nhìn được cả nhà. Quang ngon hả Quang hả? Hôm qua nó mua, hôm bữa tướng nó mua đi nội nó làm á ăn. Không hết, bữa nay mua vừa ăn thôi. Đồ ăn mình làm ăn 2 ngày ăn không có ngon cả nhà. Mình cũng sợ làm thiếu cháu mình ăn. Mua hơi nhiều ăn không hết, ăn 2 ngày ăn không ngon. Gì mà mình ăn trong ngày này, ví dụ lỡ buổi chiều mà có hơi hụt cái mình chiên hụt gà. Con thử nó đi, con thử cho nó coi coi nè. Con thử đi con thử cái ngon không? Không có đắng gì hết, con thử lần đi. Ăn cho nó vui. Để gì mà làm ra là giống mình nội với ba ăn, không ai ăn hết. Con thử đi, không có đắng. Hồi nhỏ bà nội chuyên môn là ăn cái rượu không á, không phải ăn được cái ngoài á. Đắng không? Không có đắng không? Tự nhiên ăn đó. Mà ái cắn, mới giờ cắn, không đắng mà giờ sẽ đắng nữa. Hơi nhẫn. Ừ, hơi nhẫn đâu có sao đâu. Đó đi học về, mỗi lần thấy về thấy nó chân hư ra, nó khóc rồi. Hồi nhỏ hai cũng vậy cả nhà. Bởi vì Quang nó cũng đúng. Về thấy canh hủ qua là muốn khóc. Mình nhỏ cũng vậy nữa. Về thấy ba mình nấu hủ qua cá thiệt muốn khóc thiệt. Ăn không được. Hủ qua mới ăn được bao giờ? Ăn được mấy lần? Thôi thì ba mình lắm. Nhớ là cũng thương ba mình nha. Hồi đó má mình bệnh, má mình đâu có làm, đâu có nấu cơm được. Ba mình nó khi nào đi làm thì thôi, mà khi nào mà ba mình ở nhà là ba mình phải nấu cơm. Lúc mà tụi mình còn nhỏ cả nhà, ba mình phải nấu cơm.
Rồi tới chừng lớn lớn lên á thì chị em tụi mình nấu. Hả, đứa lớn có chồng thì đứa kế tiếp tục thì ở nhà lo nấu cơm nấu nước cõng má. Rồi hả, kế tiếp có chồng nữa thì đứa kế cũng y vậy luôn cho tới út luôn cả nhà. Mà cũng tội nghiệp mẹ mình, có má mình lắm, bệnh vậy chứ mà đầu óc thì không có quên lãng gì hết, cho nên má mình sắp xếp chuyện nhà không. Bà nấu ăn nấu uống gì ba mình làm là nhiều. Tới chừng mình lớn lên thì mình cũng đi làm kiếm tiền cũng phụ gia đình, rồi em mình cũng vậy. Còn mấy cái hôm qua nữa? Biết nữa. Còn múc là bán 2 cái rồi. Cho ăn hết rồi. Qua bò cua. Cái nhân này à, ra ngoài ban chắc được. Bữa nay nhiều khi chắc không được á. Mẹ cũng chậm, mẹ bỏ nước đắng bớt rồi. Củ qua là không ngon mà. Mà củ qua đường ăn lại ngon quá. Củ qua đường giống ăn muốn chết luôn. Đánh vậy mà khó ăn. Thôi ơi. Củ qua đường ăn được. Nếu bỏ út được ngon, đó quá hay, thấy hôi quá hầm, trời cũng ngon. Quà đa số là ít nít ít ăn cả nhà. Mình á, lớn thiệt chứ mình cũng mới ăn đi thôi, chứ hồi trước mình cũng thấy đắng đắng ấy, mình cũng thích. Giờ cũng mới thích đây rồi, cũng lâu lâu làm lần vậy cả nhà ơi, chứ canh cải rồi đổi hoài, nhưng mà ăn canh nhà mình hình như cũng thích ít ăn canh. Nấu cho miếng cho quan ăn. Chứ bò ăn chứ mình cũng hình như nào thì mình cũng ít ăn canh lắm cả nhà. À, Quỳnh chào mừng cô chú đây là số con. Con chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú nhớ ủng hộ kênh ba con với mẹ con nha. Mà cô chú. À, bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú. Chào cả nhà. Mình cũng cảm ơn cả nhà nhiều nha cả nhà. Này, cũng yêu thương gia đình mình, cũng xem kênh video của mình. Mình cảm ơn nhiều nha. Chúc cả nhà sức khỏe bình an nha cả nhà. Chào, hẹn ngày mai gặp lại nha.